cảm ơn con. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn nữ nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Bây giờ một nghệ sĩ là kính lão đắc thọ, nam nghệ sĩ Phương Bình. Anh Phương Bình bữa nay còn nhỏ lắm, mới có 18 tuổi thôi. Dạ. À, nếu mà hát chùa Châu Đốc thì phải kính mời nghệ sĩ Phương Bình, mà phải gọi là một danh ca. Quý vị biết hồi xưa năm 1974 là tôi đã coi ảnh ở trên chợ An Phú, là tại gia đình tôi á, tôi phải chui lỗ chó vô đó. Và bây giờ không ngờ gặp ảnh ở đây và được hát với ảnh thì tôi cũng rất là mừng. Rồi, mời quý vị ủng hộ ảnh một tràng pháo tay để cho ảnh sống hoài coi. Dạ, cứ sống hoài đi làm khổ thầy. Dạ. Dạ, xin trân trọng kính chào thầy. Trước tiên Phương Bình cũng xin trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử đã đến chùa Châu Đốc Hoa hôm nay để mà cúng kiến mẹ. Thì Phương Bình cũng xin kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn được thành công tốt đẹp, vạn sự như ý. Và sau đây Phương Bình xin trân trọng gửi đến một bài ca thân cổ được mang tên là Trả Tôi Về. Xin trả tôi về như ngày xưa ta mong đó. Xin trả tôi về những đêm trăng bên bếp lửa, nghe ngoài kia vang vọng tiếng quan họ. Xin trả cho tôi những mơ ước tuyệt vời, trả tôi về miền quê không lửa khói, trả tôi về với ruộng lúa nương quay, có mẹ già ngồi kêu bên bếp lửa, mắt lệ mờ nhắc chuyện ngày xưa, có người con tuổi chớm đôi mươi mơ ước một ngày nụ nằm pháo đỏ. Những ngày tháng đi quang, những chua xót đắng cay, những đỏ đài bất hạnh, xin trả cho tôi niềm tin đã mất, trả cho tôi khóe mắt nụ cười họ. Chiều chiều nhìn áng mây trôi, nhớ thương dời dời phương trời quê đây, tìm lại tình thương, quên đi tất cả đã buồn ngày qua. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn thầy.
Dạ cảm ơn anh Phương Bình. Rồi 80 tuổi mà còn ca, tôi tưởng đâu 18 tuổi, 81 tuổi là tưởng là 18 tuổi không.